Kính thưa quý thầy cô chủ tịch đoàn, kính thưa quý vị đồng nghiệp, sau đây em xin phép trình bày một cái chuyên đề về cập nhật chẩn đoán điều trị tắc đồng hồ cấp. Phần nội dung trình bày với em gồm có 6 phần. Thứ nhất là về thuật ngữ thì thuyết tắc huyết khối tĩnh mạch là một cái thuật ngữ bao trùm tắc mạch phổi và huyết khối tĩnh mạch sâu. Trong đó thì đây là một cái nhóm bệnh phổ biến đứng hàng thứ ba trong số các bệnh lý tĩnh mạch thì sau nhồi máu cơ tim của đột quỵ. Về định nghĩa tắc đồng hồ phổi là một là tình trạng tắc một hoặc nhiều nhánh của đồng hồ phổi với nhiều các cái chất khác nhau như là huyết khối, tế bào u, khí hoặc là mỡ và có nhiều gốc từ nhiều nơi của cơ thể. Và tắc động mạch phổi là một cái biểu hiện lâm sàng trầm trọng nhất của thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, và trong cái báo cáo này thì chúng em chỉ trình bày cái tắc động mạch phổi và huyết khối. Về phân loại thì có thể phân loại tắc động mạch phổi theo thời gian, theo tình trạng huyết động, theo vị trí giải phẫu hay là theo triệu chứng. Về dịch tễ thì người ta thấy là cái tỷ lệ mắc tăng sau những năm 1990, và khi đó chúng ta sử dụng các xét nghiệm DDME và chụp các lớp vi tính phục hồi để chẩn đoán. Và cái tỷ lệ mắc thì người ta cũng ghi nhận tăng theo thời gian. Ví dụ như tại Hoa Kỳ thì cái giai đoạn 1993 và 2005 thì cho thấy là cái tỷ lệ mắc tăng gấp đôi. Nhưng mà tại Canada cho thấy là cái tỷ lệ mắc thì cũng ổn định trong cái giai đoạn 2002 đến 2012. Và cái tỷ lệ mắc tăng theo tuổi và nam gặp nhiều hơn nữ. Cái tỷ lệ tử vong thì khoảng 100.000 ca trên một năm ở Hoa Kỳ và khoảng 300.000 ca một năm ở 6 cái quốc gia châu Âu. Nhưng mà có cái xu hướng giảm. Thế và người ta thấy là hai cái nghiên cứu tại Mỹ trong cái giai đoạn 1985, 2009 và 1966, 1990 cho thấy là cái tỷ lệ mắc các cái biến cố thuyên tắc huyết tĩnh mạch tăng, nhưng mà người ta thấy là cái tỷ lệ tử vong theo ca bệnh có xu hướng giảm. Có lẽ là do chúng ta dự phòng sớm cũng như là áp dụng các cái biện pháp chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời và áp dụng nhiều các cái kỹ thuật hiện đại, do đó thì các cái tỷ lệ tử vong do tắc động phổi cũng có xu hướng suy giảm. Về cái tỷ lệ tử vong cho thấy là ở cái nhóm mà tắc động phổi huyết động không ổn định thì cái tỷ lệ tử vong cao nhất ở cái nhóm hồi sức tim phổi với cái tỷ lệ tử vong có thể gặp là 65%. Tuy nhiên thì nếu được điều trị thì cái tỷ lệ tử vong khoảng 20%. Ở cái nhóm mà tắc động mạch phổi huyết động ổn định thì cái tỷ lệ tử vong thấp hơn chỉ khoảng từ 5 cho đến 25%. Và trong đó thì nếu mà có huyết khối di động buồng tim phải phát hiện trên siêu âm thì tỷ lệ tử vong khoảng 27%. Về một số yếu tố nguy cơ thì các yếu tố nguy cơ di truyền người ta đã ghi nhận như là thiếu hụt protein C, thiếu hụt antithrombin, thiếu hụt protein S và một số các yếu tố khác. Một số yếu tố nguy cơ mắc phải thì người ta chia thành các cái nhóm yếu tố nguy cơ mạnh như là gãy xương chi dưới, nhập viện vì các bệnh lý tim mạch như là suy tim, rung nhĩ, cuồng nhĩ, phẫu thuật thay khớp vai khớp gối hay là chấn thương lớn, hoặc là các cái trường hợp nhồi máu cơ tim và tiền sử có thuyên tắc cơ quan tim mạch hoặc là các cái chấn thương tủy sống. Bên cạnh đó thì các cái yếu tố nguy cơ trung bình và một số yếu tố nguy cơ thuộc cái nhóm yếu tố nguy cơ yếu như là nằm bất động tại giường trên 3 ngày, đái tháo đường, hoặc là các trường hợp bất động do ngồi lâu, do tuổi cao, và các cái trường hợp do béo phì, có thai hoặc các cái búi tim mạch. Về sinh lý bệnh thì người ta thấy là 80% các cái trường hợp tác động phổi đều có nguồn gốc của cái khối tĩnh mạch sâu phía dưới, và cái ba cái yếu tố nguy cơ dẫn đến các cái biến cố tác động phổi như là ứ trệ dòng máu, chấn thương nội mô và tình trạng tắc đông đã được mô tả bởi cái tam chứng Verso hết sức kinh điển. Về một số yếu tố nguy cơ gây rối loạn huyết động và tử vong thì ở cái nhóm tác động phổi nguy cơ cao thì có tăng cái áp lực của thất phải dẫn đến giãn thất phải, rồi thì suy thất phải, cứng thất phải và tăng hoạt tính của các hóc môn thần kinh cũng như là tăng cái quá trình viêm cơ tim và tăng cái nhu cầu oxy của thất phải, rồi thì giảm tính máu thất phải, giảm co bóp thất phải, giảm tiền gánh, giảm huyết áp và tâm, giảm cái sự tính máu của đội vành, giảm nhu cầu cung cấp oxy đối với thất phải và cuối cùng dẫn đến sốc tim và bệnh nhân tử vong. Về đặc điểm lâm sàng thì người ta thấy là các cái triệu chứng lâm sàng và dấu hiệu của tắc động phổi thì thay đổi rộng và không đặc hiệu. Chúng ta có thể gặp các cái đau ngực kiểu màng phổi, khó thở, ho ra máu, tiền ngất, mặt ngất, đột sốc. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có thể gặp một cái nhóm lâm sàng là không có triệu chứng, chúng ta hoàn toàn phải tình cờ khi mà khảo sát các cái bệnh khác hoặc thậm chí được qua mổ tử thi. Về cái tình trạng nhồi máu phổi thì chúng ta chỉ gặp khoảng 15 đến 40% các cái trường hợp ở nhồi máu phổi ở cái nhóm tắc động phổi. Với cái tam chứng kinh điển chúng ta có thể gặp trên lâm sàng là đau ngực kiểu màng phổi, ho ra máu hoặc là phát hiện ra các cái tính cọ màng phổi. Về các cái triệu chứng lâm sàng thì các nghiên cứu của Stan của sự năm 91 cũng cho thấy là giữa hai cái nhóm tắc động phổi và không tắc động phổi thì các cái triệu chứng lâm sàng của hai nhóm này không có sự khác biệt. Tương tự thì một cái nghiên cứu của Pollack và cục sự năm 2011 cũng cho thấy là ở cái nhóm tắc động phổi và không có tắc động phổi thì các cái triệu chứng lâm sàng cũng không có sự khác biệt. Việc phối hợp các cái đặc điểm lâm sàng và các cái đặc điểm cận lâm sàng giúp tăng cái xác suất chẩn đoán tắc động phổi. Tuy nhiên thì các cái dấu hiệu cận lâm sàng thì 40% có thể là hoàn toàn bình thường. Ví dụ như khí máu động mạch thì có thể gặp hạ oxy máu, nhưng 40% có thể gặp SAOI hoàn toàn bình thường, tăng trên áp phân áp oxy phía nam của động mạch thì nhưng mà
20% chúng ta có thể gặp ở hoàn toàn bình thường ở cái nhóm tắc phổi phổi. Về các cái đặc điểm trên X quang phổi như là đa số thì bất thường, nhưng mà các cái dấu hiệu này không đặc hiệu và không giúp cho cái chẩn đoán loại trừ, và có lẽ là chỉ giúp cho cái chẩn đoán phân biệt. Về điện tim thì có thể gặp các sóng T đảo ngược ở đảo trình từ V1 đến V4, sóng QR ở V1, F1 qua T3 là các dấu hiệu của tâm tuyến cấp. Có thể gặp block kính phả, rung nhĩ hoặc nhịp tim xoang thì gặp khoảng 40%. Về các cái đặc điểm lâm sàng thì do các cái triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu, ở do đó thì người ta tích hợp các cái đặc điểm triệu chứng lâm sàng cùng với nhau để làm tăng cái khả năng đánh giá cái nguy cơ xuất hiện các cái yếu tố tác động vào phổi. Thì chúng ta có thể sử dụng các điểm quen với cái thang điểm hệ thống thang điểm 3 mức thì có nguy cơ ở mức nguy cơ tác động ở mức nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao, hoặc đối với thang điểm 2 mức thì ít khả năng tác động phổi hay là nhiều khả năng tác động phổi. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng cái thang điểm C3 cải tiến cũng chia thành các thang điểm nguy cơ 3 mức là nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ tác động phổi cao, hoặc là thang điểm 2 mức là nguy cơ ít khả năng tác động phổi và nhiều khả năng tác động phổi. Thế và người ta thấy là ở hai cái bảng điểm này thì cho thấy là cái tỷ lệ tác động phổi cũng tăng dần theo các cái mức nguy cơ thấp cho đến cao. Thế và để tránh cái việc lạm dụng hay là chỉ định quá mức các cái xét nghiệm thăm dò cận lâm sàng không cần thiết thì người ta áp dụng một cái quy tắc gọi là quy tắc loại trừ tác động phổi. Thì nếu một cái bệnh nhân nhập viện mà có đầy đủ các cái yếu tố trong 8 cái yếu tố này thì chúng ta có thể loại trừ hoàn toàn tác động phổi mà không cần phải làm thêm bất kỳ một cái thăm dò nào thêm. Và nếu chỉ có một trong yếu tố này của bệnh nhân có xuất hiện thì chúng ta cũng không hoàn toàn loại trừ được, và khi đó thì chúng ta phải làm thêm các cái thăm dò cận lâm sàng để mà khẳng định hay là loại trừ chẩn đoán tác động phổi. Về đặc điểm cận lâm sàng thì về xét nghiệm DDMA thì như quý thầy cô và quý đồng nghiệp đã biết thì DDMA là một cái sản phẩm thoái giá của cái mạng lưới fibrin. Thì đầu tiên thì theo hai cái cơ chế con đường đông máu nội sinh và ngoại sinh hình thành nên cái phức hợp thrombin. Thế và cái thrombin này nó cắt đứt các cái cầu nối của cái dây fibrinogen là một cái protein huyết thanh để tạo thành các cái fibrin monomer, và sau đó thì các cái fibrin monomer này được trùng hợp để tạo thành các cái dây, các cái mạng lưới fibrin để bắt giữ, giam giữ các cái thành phần tế bào máu và hình thành các cái cục huyết khối. Thế và sau khi một cục huyết khối được hình thành thì nó phải có một thời gian nó sẽ tiêu đi dưới tác dụng của các yếu tố nội mô, yếu tố mô và các cái plasmin được hoạt hóa để cắt đứt các cái dây nối của mạng lưới fibrin và các cái liên kết chéo của mạng lưới fibrin để tạo thành các cái sản phẩm thoái dáng của cái cục huyết khối, đó là các phân tử DDMA và một số các cái sản phẩm FTP không hòa tan khác. Thế và các cái nguyên nhân gây tăng DDMA thì có rất nhiều các yếu tố, ngoài nguyên nhân huyết khối thì có thể gặp cho nhiều các nguyên nhân khác có thể dẫn đến làm tăng cái nồng độ DDMA, kể cả các cái trường hợp bệnh lý cũng như là các trường hợp sinh lý như là có thai hoặc là tuổi cao. Chính vậy một cái kết quả xét nghiệm DDMA dương tính thì chúng ta phải khuyên giải hết sức thận trọng. Với cái nồng độ DDMA tăng thì thể hiện cái sự huyết khối cấp tính ở trong lòng mạch bởi sự kích hoạt của đồng thời hai cái quá trình đông máu cũng như là tiêu sợi huyết. Do cái độ nhạy cao nhưng một cái trị số dự báo thấp, do đó thì không thể sử dụng một cái kết quả DDMA dương tính để khẳng định có huyết khối tắc huyết khối tĩnh mạch. Thế tuy nhiên thì do mặc dù là có cái độ đặc hiệu thấp nhưng mà cái trị số dự báo âm cao, do đó thì kết quả DDMA bình thường thì cho thấy là khả năng huyết khối tắc huyết khối tĩnh mạch ít khi xảy ra. Thế và người ta thấy là cái độ nhạy của cái DDMA khá cao, 80-100%, tuy nhiên cái độ đặc hiệu thấp, và do đó thì cái số xét nghiệm cần thiết để loại trừ một cái trường hợp tắc động phổi khi mà làm xét nghiệm DDMA thì dao động từ 3 đến 10. Thế và người ta khuyến cáo mới nhất năm 2019 của Hội Tim Mạch Châu Âu cho thấy là người ta khuyến cáo là sử dụng cái ngưỡng điểm cắt hiệu chỉnh theo tuổi, và việc sử dụng xét nghiệm DDMA thì phải phối hợp với các xác suất lâm sàng, ví dụ các điểm quen, các điểm cải tiến để loại trừ các cái biến cố huyết tắc các khối tim mạch. Về đặc điểm điện tim thì cho thấy thường gặp ở cái nhóm nghi ngờ tắc động phổi các cái dấu hiệu điện tim, tuy nhiên thì các cái dấu này gặp mặc dù là phổ biến nhưng mà không đặc hiệu, có thể gặp các cái biểu hiện như nhịp nhanh xoang hoặc thay đổi các cái đoạn ST. Các cái bất thường kinh điển có thể gặp nhưng mà chỉ gặp khoảng 10%, ví dụ như dấu hiệu S1Q3T3 là cái biểu hiện tâm phi cấp, dấu hiệu của căng cứng tất phải, các cái block kính phải không hoàn toàn. Một số các cái dấu hiệu trên điện tim thể hiện cái sự tiết lượng nặng ở bệnh nhân tắc động phổi, như là rối loạn nhịp tim, có thể nhịp chậm hoặc là nhịp nhanh, các cái block nhánh mới xuất hiện hoặc là các cái sóng quy ở đạo trình D2D3IVF hay là các cái thay đổi sóng ST và sóng T đảo ngược ở các cái giai đoạn trước tim, hoặc là mô hình F1Q3T3 là các dấu hiệu tiêu nặng ở bệnh nhân tắc động phổi. Thế và các nghiên cứu cũng ghi nhận là có khoảng 10-24% các cái trường hợp là tắc động phổi thì điện tim hoàn toàn bình thường, do đó thì một cái kết quả điện tim bình thường cũng không loại trừ hoàn toàn tắc động phổi. Về khí máu động mạch,
cho thấy là gặp phổ biến nhưng mà cũng không nhạy và không đặc hiệu. Tôi gặp ở trong nhiều các cái bệnh lý tim mạch, hô hấp và chuyển hóa khác nhau. Một số các cái bức thường phổ biến có thể gặp như là hạ oxy máu, hạ CO2, pH có xuống kiềm và tăng chênh lệch thoát oxy phía nang động mạch. Tuy nhiên, có 18% các trường hợp tác động phổi thì có kết quả khí máu hoàn toàn bình thường, và các cái rối loạn khí máu thì cũng có thể gặp trong rất nhiều các cái bệnh lý như tuần hoàn hô hấp hoặc là các cái trường hợp sốc tắc nghẽn khác nhau. Với quang phổi thì đây là một cái tổn thương đa số là bất thường, chúng ta có thể gặp ở trên phim X-quang nhưng cũng không đặc hiệu, và X-quang phổi cũng không giúp cho chẩn đoán xác định tác động phổi. Tuy nhiên, X-quang phổi có vai trò loại trừ các nguyên nhân gây đau ngực, ví dụ như viêm phổi, tràn khí màng phổi hay là các cái trường hợp chấn thương ngực. Một số các cái tổn thương có thể gặp trên X-quang ở bệnh nhân tác động phổi như là giảm tế bào khu trú, đám mờ tam giác ở ngoài vi, giãn động phổi trung tâm hay là vòm hành cao một bên và tràn dịch màng phổi. Một số nghiên cứu cho thấy là các cái dấu hiệu như là tim phải to, các cụt ở bệnh phổi, giảm tế máu, đông đặc, xẹp phổi, dẫn dài, cao và mạnh bên là các cái biểu ở cái nhóm tắc phổi thường gặp hơn so với cái nhóm mà không có tắc phổi, với sự khác biệt là có nghĩa thống kê. Đây là dấu hiệu PALA thì chúng ta có thể thấy là giãn cái động mạch phổi từ dưới bên phải với dấu hiệu cắt cụt mạch máu và các mạch máu phía sau xít lại với nhau, và chúng ta thấy là cái đường kính của bệnh từ dưới là tăng tăng kích thước. Tương tự thì chúng ta có thể gặp dấu hiệu biếu hoang tương là một cái đám mờ ngoại vi với cái đáy hình dạng hình tam giác, đáy tựa vào màng phổi và đỉnh quay về phía tứ phổi. Đây là cái dấu hiệu mà do các cái huyết khối ở ngoại vi. Tương tự thì chúng ta có thể gặp cái dấu hiệu giảm tế máu khu trú, thể hiện và cái phân bố rối loạn phân bố thông khí của tế máu. Tế máu thì giảm và cái thông khí thì bình thường, dẫn đến một cái vùng quá sáng ở trên phổi, và kết hợp với cái dấu hiệu PALA ở trên cái bệnh nhân mà tắc động phổi trên khi chụp nó bị tính ra giấy. Về xương tim thì xương tim ở cái nhóm huyết động không ổn định thì có thể phát hiện được các cái huyết khối động mạch phổi đầu gần hoặc là dấu căng thất phải hoặc là huyết khối vùng tim phải. Ở cái nhóm huyết động ổn định do cái độ nhạy và độ đặc hiệu thấp, do đó thì các cái dấu hiệu của rối loạn chức năng tim có thể gặp trong rất nhiều các cái bệnh lý khác nhau, ví dụ như các bệnh tim phổi mãn tính, tăng áp phổi hay là nhồi máu thất phải. Do cái chỉ số dịu âm nó khoảng dưới 50%, do đó thì một kết quả xương tim âm tính không loại trừ được tác động phổi. Tuy nhiên thì giá trị của xương tim nằm ở chỗ là nó giúp cho cái giá trị tiên lượng khi mà ở các bệnh nhân mà đã được chẩn đoán xác định tác động phổi rồi, thì vai trò của xương tim đóng vai trò tiên lượng hết sức quan trọng. Và đặc biệt là có cái lợi thế là xương tim có thể khảo sát nhanh tại giường trong khi mà bệnh nhân đang nặng, chúng ta không thể vận chuyển bệnh nhân đi làm các cái xét nghiệm ví dụ chụp các lớp vi tính. Thế thì một số các cái dấu hiệu như là dấu căng thất phải thì với độ nhạy khoảng 50%, độ hiệu là 85%, cho nên độ nhạy khá thấp. Một số các cái bất thường khác có thể gặp trên siêu tim như là tăng đường kính của thất phải, giảm vận động thất phải, ở trên áp tăng trên áp tông thu tối đa qua van ba lá, hoặc là vách đến thất phẳng, rối loạn vận động vùng, hoặc các dấu hiệu mắc conen này, dấu hiệu 60-60, và cái thời gian gia tốc tấm máu phổi có thể dưới 80 mm/giây, và có thể gặp các cái trường hợp là có huyết khối vùng tim phải hoặc là huyết khối động mạch phổi đầu gần. Về siêu tim thì chúng ta có thể thấy là cái tình trạng giãn thất phải và cái đường kính của thất phải nó giãn ra và cái vách tuyến thất bị đẩy lệch về phía thất trái, cũng như là thất phải khi này thì nó hình dạng chữ D và cái vách tuyến thất phẳng và dẹt, và có thể gặp các tình trạng túi máu tim mạch chủ trên, hoặc là có thể gặp các cái trường hợp như là huyết khối ở vùng tim phải, vân vân. Về vai trò của chụp các lớp vi tính của bệnh phổi thì đây là một cái xét nghiệm giúp cho chẩn đoán xác định hoặc loại trừ tắc động mạch phổi. Thì trước đây chúng ta sử dụng các cái chụp mạch, nhưng bây giờ thì do ứng dụng của các cái kỹ thuật chụp các lớp vi tính đa dạy, sau đó thì cái vai trò của chụp các lớp vi tính đa dạy ở bệnh phổi nó cũng có cái giá trị chẩn đoán tương tự như là chụp mạch. Do đó thì hiện nay đây là một kỹ thuật mà ứng dụng rộng rãi, và ở cái chụp các lớp vi tính thì có thể thấy được các cái vết khối ở mức độ dưới phân thủy và với cái độ nhạy 83% và độ đặc hiệu 96% là cái giá trị đó là khá tốt. Đây là cái kết quả trên cái máy nghiên cứu trên cái máy CT 4 dạy. Do đó thì hiện nay áp dụng các cái máy đa dạy thì cái chẩn đoán sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì cái giá trị chẩn đoán của chụp các lớp vi tính phụ thuộc vào cái xác suất lâm sàng. Ví dụ như là một cái kết quả xét nghiệm các lớp vi tính âm tính kết hợp cái xác suất lâm sàng từ thấp cho đến cao thì cho cái giá trị dự báo âm cũng giảm dần. Một cái kết quả CT các lớp vi tính dương tính kết hợp với các xác suất lâm sàng từ cao trung bình thấp thì chỉ số dự dương cũng giảm dần theo các nguy cơ lâm sàng. Tuy nhiên thì ở chụp các lớp vi tính cho thấy là ngoài cái vai trò giúp cho chẩn đoán xác định hoặc loại trừ tắc động phổi thì chụp các lớp vi tính đóng vai trò hết sức quan trọng trong tiên lượng cũng như là theo dõi bệnh. Về các cái tiêu chuẩn chẩn đoán trên phim chụp các lớp vi tính thì ở cái nhóm tắc hoàn toàn thì là chúng ta có thể gặp hình ảnh thuốc cản quang không đi qua được các vị trí huyết khối và động mạch thì thường lớn hơn so với các mạch máu liền kề. Ở trường hợp tắc một phần thì chiếc cản quang được bao bọc xung quanh bởi cục huyết khối tạo thành hình ảnh hai nòng hay là columai ở trên cái phim chụp các ca, và trên hình ảnh chụp các dọc thì có thể thấy được hình ảnh đường dây.
Đây là một cái trường hợp mà tắc đột ngột gần gần như hoàn toàn cái nhánh từ dưới của đột ngột bên phải và tắc một phần các nhánh từ dưới của đột ngột bên trái. Và đây là một cái trường hợp tắc hoàn toàn thì chúng ta có thể thấy được là không thấy hình ảnh của cảnh quang đi qua cái vị trí huyết khối, hoặc tắc một phần thì tạo thành hình ảnh hai nòng. Và đây là cái vị trí huyết khối ở vị trí ngoại vi tạo thành vị trí của huyết khối kết thành mạch máu tạo thành một cái khối nhỏ. Về chẩn đoán thì theo hướng dẫn của Hội Tim mạch châu Âu cho thấy là nếu nghi ngờ tắc ở cái nhóm mà huyết động không ổn định thì nếu có thể thực hiện được siêu âm tại giường để đánh giá các tình trạng rối loạn chức năng thất phải, và nếu không có tình trạng rối loạn chức năng thất phải thì chúng ta phải tìm kiếm các cái nguyên nhân mà gây tụt huyết động, tức là gây sốc hoặc là gây suy giảm huyết động khác. Nếu một trường hợp mà có cái tình trạng rối loạn chức năng thất phải thì chúng ta có thể phải chụp các lớp vi tính ngay để khẳng định hay là loại trừ chẩn đoán tắc độ thừa, và nếu trong trường hợp mà không có điều kiện chụp các lớp vi tính được bạch khỏi ngay thì chúng ta điều trị theo cái nhóm mà tác động phổi nguy cơ cao. Ở cái nhóm huyết động ổn định thì chúng ta dựa vào cái đánh giá nguy cơ lâm sàng, nếu ở cái nhóm mà nguy cơ lâm sàng không cao hoặc thấp hoặc trung bình thì chúng ta phải làm thêm xét nghiệm D-dimer. Nếu một kết quả xét nghiệm D-dimer âm tính thì chúng ta có thể an toàn để loại trừ tác động phổi, không cần phải làm thêm cái thăm dò gì. Nếu mà một kết quả xét nghiệm D-dimer dương tính thì chúng ta phải làm thêm cái chụp các lớp vi tính để mà khẳng định hay loại trừ chẩn đoán tác động phổi. Còn ở cái nhóm nguy cơ lâm sàng cao, tức là ở cái mức dựa vào cái tăng điểm quen và cái điểm nguy cơ cải tiến để đánh giá, thì ở cái mức nguy cơ lâm sàng cao thì chúng ta phải chụp các lớp vi tính động mạch phổi ngay, không cần phải làm xét nghiệm D-dimer để khẳng định hay là loại trừ chẩn đoán tắc động phổi. Một số yếu tố tiên lượng thì khi đã chẩn đoán tắc động phổi rồi thì chúng ta phải phân tầng đúng nguy cơ để đánh giá tiên lượng bệnh nhân và để lựa chọn các cái biện pháp điều trị phù hợp. Thì chúng ta có thể sử dụng các điểm PC hoặc là các phiên bản đơn giản của nó là FPC. Thì các cái bảng điểm như đã mô tả trên bảng thì người ta chia thành các cái phân nhóm, ví dụ ở cái phân nhóm 1 và nhóm 2 hoặc là FPC bằng 0 thì đây là cái nguy cơ tử vong thấp trong khoảng 30 ngày. Thế còn ở cái phân nhóm PC từ nhóm 3 trở lên thì cái tỷ lệ tử vong sau 30 ngày là nó sẽ cao, hoặc là FPC từ 1 điểm trở lên. Thế thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp giữa cái tình trạng huyết động của bệnh nhân và các cái đánh giá tham số lâm sàng dựa trên các bảng điểm PC hoặc là FPC để đánh giá cái nguy cơ lâm sàng, hoặc đánh giá cái tình trạng rối loạn chức năng thất phải dựa trên hình ảnh siêu âm tim hoặc là hình ảnh chụp các lớp vi tính và cái tình trạng xét nghiệm tăng cái troponin T ở trong ở huyết thanh. Thì dựa vào kết hợp các đặc điểm này với nhau để phân tầng nguy cơ bệnh nhân thành cái nhóm nguy cơ cao, nguy cơ trung bình. Thì trong cái nhóm nguy cơ trung bình thì người ta chia thành nhóm nguy cơ trung bình thấp và nguy cơ trung bình cao và nguy cơ trung bình thấp, và cái nhóm nguy cơ thấp để lựa chọn các biện pháp điều trị nó phù hợp. Thế về cái tình trạng đánh giá cái rối loạn chức năng thất phải trên chụp các lớp vi tính thì chúng ta có thể gặp một số hình ảnh như là tăng cái tỷ lệ đường kính thất phải trên thất trái trên 1, phát hiện thất phẳng hoặc lùi về phía thất trái, rồi giãn và trào ngược thuốc cản quang và tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch gan, rồi một số các cái đặc điểm khác. Thì đây là một cái tình trạng mà chúng ta thấy là trào ngược cái thuốc cản quang và tĩnh mạch gan, hoặc cái tình trạng cái buồng thất phải nó giãn, cái vách thất bị phẳng dẹp và đẩy lệch về phía thất trái, và cái tăng đường kính của động mạch phổi so với cái đường kính của động mạch chủ. Tương tự thì chúng ta trên hình ảnh chụp các lớp vi tính có thể đánh giá cái mức độ nặng của cục huyết khối dựa theo cái công thức của Kennedy về công sự với các điểm số như là mô tả trên hình vẽ. Thì ở ngưỡng điểm ngưỡng nặng thì từ 40% tắc nghẽn trở lên thì đây là một cái cutoff đánh giá cái mức độ nặng của bệnh nhân. Về trên hình ảnh siêu âm tim thì một số các yếu tố giúp các cái lượng kém, ví dụ như là rối loạn chức năng thất phải, độ tăng tỷ lệ đường kính thất phải trên thất trái trên 1, chỉ số tác dưới 16 mm, có thể gặp huyết khối buồng tim phải hay là sân phải trái có lỗ mô dụng, hoặc là giãn thất phải trên 27 mm, giảm vận động thất phải, hoặc là giảm có cái tình trạng rối loạn vận động người cường ở vách thất. Thì đây là các yếu tố một cái lượng kém trên hình ảnh siêu âm tim đối với bệnh nhân tắc động phổi. Đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân tắc động phổi cấp mức độ nặng thì có giãn thất phải và cái vách thất để lệch về cái phía thất trái, và cái buồng trái bây giờ ép diện tích rất là nhỏ. Thế và tình trạng cái trường hợp thứ hai là cái thất phải giãn và giảm vận động cái thành tự do của thất phải. Đây là cái dự mắc Conan. Về điều trị thì ở cái nhóm mà suy thất phải cấp ở trên cái nhóm tắc động phổi cấp nguy cơ cao thì chúng ta phải tối ưu hóa thể tích. Thế tuy nhiên thì ở cái trường hợp mà tắc động phổi đang có cái tình trạng căng thất phải, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Do đó thì chúng ta có thể sử dụng các cái test truyền dịch, dùng các cái natri chloride 0,9% hoặc là valproate lactate dưới 500 ml thôi trong vòng 15 đến 30 phút để cái test khả năng chịu đựng của thất phải. Ngoài ra thì tùy theo cái tình trạng bệnh nhân, chúng ta có thể hỗ trợ thêm oxy hoặc thông khí nhân tạo, sử dụng các cái thuốc vận mạch hồi sinh tim phổi nâng cao, và thậm chí là ECMO ở trong cái trường hợp suy thất phải cấp ở cái nhóm hoặc tắc của nguy cơ cao, do cái nhóm này cái nguy cơ tử vong rất chỉ là cao. Về điều trị khởi đầu thì thuốc chống đông đường tiêm được bắt đầu ngay khi nghi ngờ tắc động mạch phổi nguy cơ cao hoặc trung bình. Khi nghi ngờ chúng ta đã phải sử dụng ngay cái thuốc chống đông đường tiêm trong khi chờ các cái xét nghiệm chẩn đoán xác định.
Và khi chỉ định thì chúng ta ưu tiên sử dụng các thuốc EPO không phân đoạn ở trọng lượng phân tử thấp và hoặc là phun ra pari nước, hay hơn là sử dụng các EPO không phân đoạn. Chúng ta chỉ sử dụng EPO không phân đoạn khi mà có số lượng huyết động hoặc có huyết động sắp mất bù cần phải tái tiêm máu ban đầu, hoặc là ở những cái bệnh nhân có suy thận nặng hoặc là béo phì nặng. Thì về cái liều dùng của epinephrine trọng lượng phân tử thấp và phun ra nước thì đã được mô tả trên bảng, ví dụ như là enoxaparin ở lượng liều 1 mg mỗi 12 giờ hoặc là 1.5 mg một lần một ngày trên kg cân nặng. Về các cái thuốc chống đông trực tiếp, thuốc chế trực tiếp cái thuốc đông máu bao gồm dabigatran, amisaban, enoxaparin, riosaban. Đây là cái nhóm thuốc mới và không cần thiết phải sử dụng các xét nghiệm đông máu để theo dõi và cái sinh khả dụng có thể dự báo được. Cái hiệu quả thì tương tự như là cái phác đồ kinh điển phối hợp với epinephrine và vi kháng vitamin K, và cái nguy cơ chảy máu của cái nhóm chống đông đường uống trực tiếp này thấp hơn so với cái phác đồ ở epinephrine và kháng vitamin K. Về các nhóm thuốc kháng vitamin K thì đây là cái nhóm kinh điển đã được sử dụng trên 50 năm qua và thường được sử dụng phối hợp với epinephrine trọng lượng phân tử thấp hoặc phun ra pai nước trong vòng từ 5 ngày. Thế và để đến khi INR nó đạt từ 2 đến 3 trong vòng 2 ngày kế tiếp thì người ta sẽ cắt các cái nhóm thuốc epinephrine trọng lượng phân tử thấp hoặc là phun ra pai nước đi, thì khi đó thì chỉ cần dùng các cái thuốc kháng vitamin K sau khi mà cái INR đạt 2 đến 3 trong vòng 2 ngày kế tiếp. Cái biện pháp nữa là có thể điều trị tái tim máu thì có thể sử dụng các biện pháp như là tiêu sợi huyết toàn thân, điều trị trực tiếp cateter qua da hoặc là phẫu thuật nội huyết cối. Thế thì về phác đồ điều trị tiêu sợi huyết thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc như là ATPA, là cái yếu tố hoạt hóa plasmin mô tổ chức tái tổ hợp, thì với cái liều 100 mg trong 2 giờ hoặc là 0.6 mg trên kg trong 15 phút và tối đa cái liều là có thể dùng 50 mg. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng một số các cái thuốc khác như là steptokina hay là ulokina. Vậy chúng ta cũng phải tuân thủ các cái chống chỉ định cân đối và tương đối của cái nhóm thuốc tiêu sợi huyết. Ở cái nhóm tác động của thử cấp nguy cơ cao thì khuyến cáo chỉ định tiêu sợi huyết toàn thân là khuyến cáo bắt buộc. Thế và chúng ta chỉ định các cái thuốc EPO không phân đoạn bao gồm cả cái liều bolus theo cân nặng và bắt đầu không chậm trễ ở cái nhóm mà nguy cơ cao. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng một số các giải pháp thay thế như là phẫu thuật lấy huyết khối hoặc là điều trị cateter trực tiếp qua da ở trong trường hợp mà chúng ta có chống chỉ định tiêu sợi huyết hay là tiêu sợi thất bại. Ngoài ra thì ở cái nhóm này nó nặng, do đó thì ở chúng ta phải sử dụng thêm, có thể phải sử dụng thêm các thuốc vận mạch hoặc là cân nhắc của ECMO đến một tình trạng của nhân xấu đi. Ở cái nhóm tác động khẩn cấp nguy cơ trung bình và thấp thì chúng ta cũng phải chỉ định thuốc chống đông ngay khi mà chúng ta chờ các cái xét nghiệm thăm dò chẩn đoán. Thế và nếu khi mà chỉ định thuốc chống đông được tiêm thì chúng ta ưu tiên sử dụng các cái thuốc epinephrine trọng lượng phân tử thấp hoặc là phun ra pai nước hơn là sử dụng các cái nhóm epinephrine không phân đoạn cho hầu hết các cái nhóm bệnh nhân. Thế và khi các cái điều kiện đủ để sử dụng các thuốc chống đông trực tiếp đường uống thì chúng ta sẽ sử dụng các cái nhóm này, ví dụ như là amisaban hoặc là riosaban hơn là sử dụng kháng vitamin K. Thế và có một số các cái chống chỉ định của cái nhóm chống đông trực tiếp. Thế và khi chỉ định các cái thuốc nhóm kháng vitamin K nên phải phối hợp thêm các cái thuốc epinephrine trọng lượng phân tử thấp hoặc là phun ra pai nước trong vòng trên 5 ngày để khi mà INR đạt từ 2-3 trong 2 ngày đi tiếp chúng ta mới cắt được các cái nhóm thuốc đường tiêm. Ở cái nhóm này thì chúng ta chỉ định điều trị tái tim máu khi nào, khi mà chúng ta sử dụng các cái giải pháp như là tiêu sợi huyết được chỉ định khi mà ở cái nhóm tác động khẩn cấp nguy cơ trung bình và thấp, khi chúng ta đang dùng các thuốc chống đông ở cái nhóm này mà cái tình trạng lâm sàng hoặc là các cái huyết động nó xấu đi. Thế và chúng ta có thể sử dụng một số các giải pháp thay thế như là ở huyết cối hay là điều trị cateter trực tiếp qua da. Tuy nhiên thì người ta không khuyến cáo khởi đầu tiêu sợi huyết ở tất cả các cái bệnh nhân tác động khẩn cấp nguy cơ trung bình hoặc là nguy cơ thấp một cách thường quy. Thế ngoài ra thì nếu mà có chống chỉ tất cả các cái biện pháp trên thì chúng ta phải sử dụng các biện pháp là phi lọc tĩnh mạch chủ dưới. Thế về thời gian điều trị thuốc chống đông cho thấy là khuyến cáo sử dụng thời gian là 3 tháng ở mọi bệnh nhân tắc động phổi. Thế và chúng ta dừng thuốc chống đông sau thời gian 3 tháng khi mà tắc động cấp lần đầu hoặc là các yếu tố như thoáng qua và có thể hồi phục. Chúng ta phải sử dụng kéo dài thời gian thuốc chống đông sau 3 tháng ở những cái trường hợp mà tắc động phổi tái phát hoặc là tắc động phổi lần đầu nhưng mà không xác định được yếu tố nguy cơ hoặc là có một yếu tố nguy cơ dày dặn vân vân. Chúng ta chỉ định kháng vitamin K khi mà ở bệnh nhân có hội chứng kháng thể kháng phospholipid. Và nếu mà khi chỉ định các thuốc chống đông đường uống trực tiếp thì chúng ta phải giảm liều, ví dụ như amisaban thì giảm còn 2.5 mg hai lần một ngày hoặc là riosaban thì 10 mg nhưng một lần một ngày. Thế thì theo cái hướng dẫn của Hội Tim mạch châu Âu cho thấy là ở các bệnh nhân tắc động khẩn cấp thì mà nếu mà có tình trạng huyết động không ổn định thì chúng ta phải điều trị theo cái nhóm tắc động nguy cơ cao. Còn ở cái nhóm huyết động ổn định thì chúng ta đánh giá thêm phân tầng thêm nguy cơ, sử dụng các điểm PC hoặc FPC hoặc là đánh giá các tình trạng rối loạn chức năng phải trên hình ảnh siêu âm tim hoặc là hình ảnh các lớp vi tính
để phân tầng tiếp nguy cơ bệnh nhân vào các nhóm nguy cơ trung bình hay là nhóm nguy cơ thấp. Thì ở cái nhóm bệnh nhân nguy cơ cao thì chúng ta sẽ phải điều trị tái tim máu và các hỗ trợ huyết động. Còn ở cái nhóm nguy cơ trung bình thì chúng ta làm thêm cái xét nghiệm troponin T. Thì nếu mà có cả xét rối loạn chức năng thất phải và xét nghiệm troponin T dương tính thì xếp vào cái nhóm nguy cơ trung bình cao, thì khi đấy chúng ta phải nhập viện theo dõi và thậm chí là phải tái tim máu khẩn cấp nếu như mà tình trạng huyết động nó xấu đi. Và nếu mà troponin T âm tính thì đây là xếp vào cái nhóm nguy cơ trung bình thấp thì cho bệnh nhân nhập viện. Thế còn bệnh nhân ở cái nhóm nguy cơ thấp thì chúng ta có thể cho bệnh nhân điều trị ngoại trú hoặc là cho nhập viện nếu mà bệnh nhân không có sự hỗ trợ của gia đình xã hội hoặc là cái khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế khó khăn, chúng ta khi đấy phải cho nhập viện. Còn nếu mà bệnh nhân thỏa mãn các điều kiện này thì khi đấy có thể cho bệnh nhân ra viện ngoại trú điều trị tiếp. Thì còn một chút thời gian nữa thì cho em sẽ trình bày một số các cái nội dung tóm tắt về tắc đường ruột thừa ở bệnh nhân COVID-19. Thì về cơ chế gây các cái biến cố thoái tắc các khối tĩnh mạch ở bệnh nhân COVID-19 cho thấy là về cơ chế thì vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ. Một số yếu tố nguyên nhân có thể tăng cái nguy cơ thoái tắc các khối tĩnh mạch như là tăng hoạt hóa tiểu cầu, tăng dòng thác đông máu, giảm cái quá trình ly giải fibrin, tăng độ nhớt máu hoặc là ức chế plasminogen hay kháng thể kháng phospholipid. Một số các cái cơ chế khác như là cơ chế huyết cấu trúc dịch, các cái tổn thương nội mô hay là tăng huyết vơ sâu đều có ở trong cái nhóm bệnh nhân COVID-19. Vì yếu tố nguy cơ tắc ruột phổi ở cái nhóm COVID-19 cho thấy là nam giới thì béo phì, tăng nguy cơ học, bất thường như mô phổi nặng, nhập ICU hoặc tăng đi mê và tăng bạch cầu máu ngoại vi. Thế và cái tỷ lệ tắc ruột phổi và huyết khối tĩnh mạch sâu ở bệnh nhân COVID-19 cho thấy là cái tỷ lệ tắc ruột chung thì khoảng 16,5% và cái tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu chung là khoảng 14%. Nhưng ở cái nhóm ở ICU thì tắc ruột phổi thì cái tỷ lệ tắc cao hơn khoảng 24,7% so với cái nhóm mà không ICU. Tương tự thì ở cái nhóm huyết khối tĩnh mạch sâu thì ở cái nhóm bệnh nhân ICU thì tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu cao hơn rất nhiều so với cái nhóm mà không ICU. Thế và cái chỉ định thuốc chống đông thì chỉ định dựa trên cái mức độ phân loại nặng ở bệnh nhân, cũng giống như là bệnh nhân tắc thông thường ở mức độ nguy cơ trung bình nặng hay là yếu tố nguy cơ chảy máu vân vân, hoặc dựa trên các cái xét nghiệm DDMA, CRP, creatinine, interleukin-6 để chỉ định các thuốc chống đông phù hợp. Các cái thuốc chống đông đường tiêm thì chỉ định phù hợp với tất cả các cái bệnh nhân COVID-19 nhập viện từ mức độ trung bình đến nặng. Thế và khi chỉ định liều điều trị dự phòng hay là liều điều trị thì chúng ta lựa chọn các liều này dựa trên đánh giá nguy cơ hoặc là tình trạng xác nhận đã có tắc ruột phổi hay là chưa, và ưu tiên sử dụng các cái thuốc epinephrine phân đoạn hoặc epinephrine trợ lực phân tử thấp và phun ra qua nước hay hơn là vì sử dụng các cái epinephrine phân đoạn. Thế và cái việc dự phòng chống đông sau xuất viện thì dựa vào rất nhiều các cái yếu tố, ví dụ như thang điểm ibuprofen trên 2 hoặc là thang điểm ibuprofen trên 2 trên 4 hoặc là thang điểm ibuprofen trên 2 và DMA trên 2 là bình thường. Thì khi có tất cả các cái đặc điểm này thì một trong các cái đặc điểm đã được mô tả ở đây thì chúng ta phải dùng các cái thuốc dự phòng sau khi bệnh nhân xuất viện, và thông thường cái thời gian dự phòng từ 4 cho đến 6 tuần các thuốc chống đông sau khi bệnh nhân COVID-19 xuất viện và huyết khối tĩnh mạch, các biến cố thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Để kết luận bài trình bày, để kết thúc bài trình bày thì chúng em đưa ra một số các cái điểm kết luận. Thứ nhất là tắc ruột phổi cấp là một cái nguyên nhân mắc và tử vong với hàng thứ ba trong số các bệnh lý tim mạch và hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị được. Các cái triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu và chồng lớp với nhiều các cái bệnh cảnh lâm sàng khác nhau. Việc chẩn đoán phải kết hợp các cái triệu chứng lâm sàng, các cái đánh giá xác suất lâm sàng dựa vào các cái bảng điểm như các điểm quen, các điểm dương cải tiến và xét nghiệm DDMA và chụp các lớp vi tính của bệnh phổi khẳng định hoặc bài trừ chẩn đoán. Về tiên lượng thì dựa trên các cái bệnh điểm PC hoặc FPC, siêu âm tim, chụp các vi tính ở bệnh phổi, các cái marker tổn thương tim như là NT-proBNP hay là TRT-HS. Về điều trị thì dựa trên sự phân tầng nguy cơ và thuốc chống đông điều trị là cơ bản. Em xin trân trọng cảm ơn.